Thì tôi xin được phép chúc mừng karaoke qua dòng sản phẩm là Fusica DK514 cho tất cả anh chị chúng ta cùng nghe thử cái chất lượng âm thanh có hay không nha anh chị. Bây giờ xin mời anh chị chúng ta cùng lắng nghe. Alex 1 2. Alex 1 2 2 3 4. Alex 1 2. Sản phẩm Fusica BK514 của chúng tôi với chất lượng micro như thế nào và chất lượng âm thanh có hay hay không thì đó là phần cảm nhận của anh chị. Riêng tôi thì thấy cảm thấy là sản phẩm này hát rất là hay. Và với dòng sản phẩm này thì sẽ được tương trợ với hai ứng dụng, đó chính là Karaoke Pro và DSP Control. Thì với hai ứng dụng này thì anh chị sẽ được với ứng dụng Karaoke Pro, anh chị sẽ được tích hợp cho mình 20.000 bài hát offline, tức là không có mạng, không có 3G thì mình vẫn hát được karaoke bình thường nha, với 20.000 bài hát nằm ở trong đó. Và với dòng
Với ứng dụng là DSP Control thì anh chị sẽ được chỉnh equalizer nè. Thì tùy chỉnh cái này là cái ngõ vào rất là hay luôn nha anh chị. Thì mình chỉnh âm bass, âm trầm, âm chép thì cũng ở trong cái phần ứng dụng này luôn. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã review những cái chất lượng âm thanh cũng như karaoke qua dòng sản phẩm là Fusica BK514. Thì anh chị chúng ta cảm thấy hay và hữu ích với video này thì anh chị có thể là like kênh cũng như là đăng ký kênh này đẹp của chúng tôi để chúng tôi tiếp tục phát triển kênh nhiều hơn. Cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ được nhắc lại, nếu chị chúng ta mua hàng thì sẽ được tặng kèm cho mình đó là hai cái đèn chống lăng như thế này và một cái đèn led chớp nháy, mình hát mình cắm vào lỗ USB anh chị. Thì như vậy mình hát thì chớp nháy rất là đẹp luôn. Thì chỉ với giá là hơn 5 triệu một chút xíu thôi thì anh chị sẽ được sở hữu một bộ sản phẩm là vừa sang trọng vừa chất lượng và chúng tôi bảo hành rất là uy tín cho anh chị luôn. Cảm ơn chị chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Xin chúc anh chị chúng ta có một ngày tốt lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo.